mấy hôm trước là chúng ta đã học xong cái động từ SR với là động từ AVOA. Hôm nay thì cô đưa bài áp dụng đơn giản về động từ SR và AVOA trong khi mà các em dùng các từ trong y khoa. Đơn giản lắm. Ví dụ như là một người nào đó mà có cảm giác buồn nôn, ta dùng động từ là AVOA, de nausea. Rồi ta muốn dùng thế nào, ta cứ chỉ cần chia động từ ra là thôi. Tôi buồn nôn, j'ai des nausées. Tôi có cảm giác buồn nôn, j'ai des nausées. Avoir le vertige, chóng mặt. Người nào đó nói là chóng mặt. J'ai le vertige, tôi bị chóng mặt. Avoir le nez qui coule. Le nez là cái mũi, mà động từ couler là nó chảy xuống. Tôi bị sổ mũi. Avoir de la fièvre, tôi bị sốt. Là cái đó là nó xảy ra những cái thay đổi ở tại trong cái trung tâm điều nhiệt, nó thành nó là cơ thể thay vì là nó 37 độ tự nhiên đưa lên thành 38, 40. Avoir des boutons sur le visage, bouton là những cái chấm lốm đốm, mình chưa rõ đó là đốm gì, thì người bệnh họ chỉ tới khai với bác sĩ là tôi bị nổi lốm đốm trên mặt. Bouton nó có nhiều nghĩa, một cái nụ hoa, còn búp cũng là bouton, một cái nút áo cũng là bouton. Do đó cái gì mình thấy lấm chấm nho nhỏ đều là bouton. Avoir des idées noires, idées những cái ý nghĩ, noir là tính từ màu đen, đen tối. Người đó đang trong cái tình trạng tinh thần rất là u ám. Avoir en bleu, bleu là cái màu xanh, đó là bản chất, nó là tính từ chị màu xanh da trời. Còn danh từ tôi bị một vết bầm, nó làm xanh. Tôi bị một vết bầm ở trên da. Avoir des palpitations. Palpitations có nghĩa là cái tiếng tim nó làm hồi hộp, nó đập, bị hồi hộp. Avoir des brûlures và enduriennes. Brûlures và đầu tiên hết, chính xác chữ brûlures là một cái vết bỏng. Nhưng mà đây thì trong khi đi tiểu thì như vậy là đi tiểu gắt, tiểu buốt. Avoir des difficultés pour avaler, có những khó khăn trong khi nuốt. Cái động từ avaler chỉ là nuốt thôi chứ không phải là uống. Người ta uống thuốc, người ta cũng dùng động từ avaler đó. Tiếng Việt thì nói là uống thuốc, nhưng mà tiếng Tây là nuốt thuốc. Thành có người nuốt không được, nuốt bị khó khăn. Avoir une température élevée, có một cái nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao đó có khi vì lý do tăng sản nhiệt hay là giảm thải nhiệt, ví dụ như là không có thoát mồ hôi được. Trong khi đó thì cái trung tâm điều hành nhiệt thì nó vẫn bình thường, nó không có thay đổi. Mà ta lại có cái tình trạng này, avoir une température élevée. Còn ngoài ra, VVS mà être đó, thì ta có thể dùng những ngữ tính từ, ví dụ như đây, être fatigué. Cô lấy đây là hai tính từ giống đực, tính từ giống cái. Một người cảm thấy mệt nhọc, nói là je suis fatigué. Về phát âm thì một người đàn ông hay một người đàn bà đều phát âm là je suis fatigué. Chỉ khi nào mà viết giấy thì mới có thêm chữ ơ này nếu người nói đó là nữ. Rồi ví dụ phép và être mal à l'aise, thấy khó chịu trong người. Je suis mal à l'aise, tôi thấy khó chịu trong người. Bệnh thì không phải là bệnh thật sự, nhưng mà trong người thấy khó chịu lắm, là ta dùng phép và être.